Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda Way 105i 2024 phiên bản Thái Lan về thị trường Việt Nam giá đắt hơn cả Bottega SX. Cái dòng xe số Honda Way 105i 2024 nhập từ cái xứ Chùa Vàng về thị trường Việt Nam có mức giá đắt hơn cả cái dòng xe Bottega là Honda SX 105i 2024 tại thị trường Việt Nam nhưng vẫn rất là hút khách. Honda Way 105i 2024 là cái mẫu xe số hoàn toàn mới, có thiết kế thể thao với phần khung xe mới. Các vật liệu và trang bị kỹ thuật của cái mẫu xe này giúp cho cái thân xe nó liền lạc, mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Nó vừa giảm được cái phần trọng lượng, vừa kiểm soát dễ dàng mà lại năng động hơn trước. Cái cụm hộ lực kiểu unlock kết hợp cùng với kỹ thuật số LCD hoàn toàn mới, các thiết kế rất là mượt mà, thanh mảnh, chăm kỹ phần đuôi xe mới và có nhiều cái tiện ích. Hệ thống treo trên xe cũng mới, tăng cái độ giảm sốc trước và sau, giúp cho xe hấp thụ được cái giảm sốc nảy tốt hơn và đạt được cái sự cân bằng tốt hơn. Trong khi bên dưới yên ngồi là cái cốp đựng đồ khá rộng rãi, thiết kế cái kiểu U-Sport, có dung tích lên tới là 17 lít, để vừa nguy hiểm là nửa đầu, cùng rất nhiều cái vật dụng nhỏ khác. Trong khi bình xăng xe lớn là 5,4 lít, giúp cho xe hoạt động được quãng đường rất là xa, thoải mái, sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu. Cái chìa khóa xe an toàn, dễ dàng khởi động chia động cơ và có nút mở cốp yên ngồi. Sức mạnh đến từ cái động cơ Smart Engine của hãng Honda là một cái công nghệ động cơ mới nhất ở phân khúc xe số 105cc. Đi kèm với đó là hệ thống phun xạ tử MSI đem tính cái hiệu sức tốt hơn. Hơn nữa, nhờ vào cái sự tùy chỉnh piston mới mà chiếc xe đạt được cái mức độ tiết kiệm xăng là cực kỳ tốt, 71,4 km trong lít xăng. Xe sẽ có hai cái phiên bản là vành nan hoa và cái vành đúc cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Hiện nay thì cái chiếc của Honda Way 2024 được nhập về thị trường Việt Nam có mức giá bán dao động trong khoảng là từ 70 đến 80 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn cái chiếc Bottega Honda SX Honda Way. Tuy nhiên, cái chiếc của Honda Way 2024 phiên bản Made in Thái Lan vẫn được một số bộ phận khách hàng Việt Nam ưa chuộng nhờ vào cố tính bền bỉ, tiết kiệm xăng và khả năng vận hành linh hoạt. Rim dọn thành một cái tác phẩm đi vào lòng người. Các chiếc rim đời hôm nay được phủ kính như món đồ chơi hiệu suất cao, nổi tiếng năm nào. Mình tin chắc các bạn sẽ thấy một bản độ ai cũng phải chết mệt chết mệt. Phần đầu ta thấy cái sự hiện diện càng thắng Takawa, nét đẹp sắc sảo. Theo mình tìm hiểu, mẫu tay này ở mức trên 5 triệu, ở mức khoảng là 500k. Lột bỏ hoàn toàn bộ yếm là quá thư sinh. Người chủ đã thay một cái đổ chỗ gắn cây trợ lực sườn Hollin. Không chỉ làm đẹp, cây trợ lực này có thể tăng sự ổn định cho con xe thông qua những thao tác và nóng chỉnh. Giá cây trợ lực này ở mức khoảng là 10 triệu khi gắn hoàn chỉnh lên xe. Nâng cấp cái con heo cực kỳ xịn sò dành chân trước, bắt buộc phải dùng bên đạp Vision thì mới có điều tiết được chú heo này. Ngoài bên đạp thì mình còn thấy được cái dầu heo màu đỏ cùng với chiếc độc S được bấm chì rất là gọn gàng. Nhìn xuống chèn chân ta cảm thấy hơi bất ngờ những đồ bấm S chì chít khá đẹp. Nó bậc nhất là bộ chì dầu được cùng cái hệ cốt Rainbow logo đỏ tăng hiệu năng ổn định hơn. Nhưng để đạt được cái khả năng thắng ổn định thì cần phải có chiếc đĩa chauffeur KTM góp mặt cái phần lầm không nhỏ. Cái nhập niên thương hiệu cũng rất nổi quen thuộc ở Việt Nam là SL ASEAN. Màu đen của cặp phụ này làm cho dàn chân trinh cứng cáp hơn. Đạp bộ chiếc xe bao phủ bởi những chi tiết CNC sắc sảo, không những có cái công dụng lực kiểm soát mà chúng có những cánh gió giúp quá trình tải nhiệt chiếc xe diễn ra tốt hơn. Nhân vật chính ở đây chúng ta được cái mô hình sườn FST, món đồ chơi có thể giúp cho quá trình phun sáng lửa diễn ra được tốt hơn, từ đó tạo ra công suất độ bốc là vừa ý cho người chủ. Ngoài ra mình còn thấy được một cái chiếc bộ titan uốn lượn trông cực kỳ nể mắt. Ngoài những món đồ chơi kể trên, mình còn thấy một cái sự món đồ chơi nuột nà hơn 20 triệu, đó chính là một cây phục mi trinh. 100 giới thiệu bây giờ nó còn đẳng cấp hơn cả Hollin. Em ấy thật sự là đẳng cấp. Tổng giá trị chiếc xe này có thể là mua được một cái dòng Tega SX 2022. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hãy để tiếp nhấn like, share, subscribe.